Cho bạn nào chưa biết, bấm ngay vào link bio như phần mô tả ở phần gym comment để tham khảo ngay cái dịch vụ game Block Foot và game Toilet or Defense trên kênh của mình nha. Hôm nay tôi sẽ thử tất tần tật các thủ thuật lỗi bức điên rồ nhất của tựa game Block Foot này các bạn ạ. Chẳng hạn như cách khiến bạn trở nên bất tử và hàng loạt những mẹo cực kỳ hay ho khác nữa mà chắc chắn 99,99% các bạn chưa biết. Đừng quên đập nát nút like video và đăng ký kênh cho sự chăm chỉ này của mình nha. Chúng ta hướng đến 200.000 sub trước hè nào các bạn ơi. Còn bây giờ thì get go. Alright, mẹo đầu tiên chắc chắn tất cả những người đã đăng ký kênh Bi Huỳnh kèm mình đều sẽ biết đến cái mẹo này. Đó chính là cách random ra được trái mythical thần thoại các bạn nhé. Bước đầu tiên các bạn search E, Bi đại thần, enter. Bước thứ hai, các bạn like video và đăng ký kênh ngay lúc này. 3, 2, 1. Và bước cuối cùng, đó chính là mua trá quỷ tại gã Admin Zillet và đặc biệt là phải C2. 3, 2, 1, pop. Yeah, vẫn như mọi khi thôi, Bi Huỳnh không thể tự đăng ký cho Bi Huỳnh cho nên các bạn thì có thể. Các bạn hãy test thử ngay mẹo này, nếu được thì comment xuống với nhớ nhá. Đồ tiêu thôi, nó là một cái mẹo vui. Bây giờ nó có nội dung chính này các bạn. Chúng ta cũng đến với cái mẹo thứ hai, đó chính là cái mẹo nhảy siêu cao với lại cái lỗi Buddha các bạn nhá. Đầu tiên thì các bạn sử dụng cho mình Buddha 1 hoặc là Buddha V2 gì cũng ok. Tiếp theo là các bạn lấy trong ba lô của mình ra một trái bất kỳ, trái lỏ nhất hay là trái xịn nhất gì cũng được. Ở đây mình đang lấy trái Falcon, còn An Tạ đang xài V2 lấy trái Rocket các bạn nhé. Bước thứ ba, các bạn nhấn nút Shift cho con chuột của mình nó vào tâm của cái nhân vật của mình. Bước thứ tư cũng là bước cuối cùng, các bạn giữ phím D và spam nút cách liên tục các bạn nhé. Ở dạng Buddha V1 hay Buddha V2 thì cái lỗi này đều có tác dụng, nhưng mà mình để xem là hai dạng này thì cái nào sẽ bay xa hơn và nhảy được cao hơn các bạn nhé. Sẵn sàng chưa An Tạ? Sẵn sàng anh ơi. 3, 2, 1, go! Đây. Các bạn thấy tôi bay nhanh không? Với Buddha V2 thì nó sẽ bay được cao hơn, còn Buddha V1 thì nó sẽ bay ở dưới đất nhanh hơn các bạn nhá. Chúng ta cùng xem lại này. Đó, các bạn spam phím cách luôn cho tôi thì chúng ta sẽ nhảy cực kỳ nhanh và rất là cao nữa. Đó. Tôi bay nhanh quá, nó giật lại cái vị trí cũ luôn các bạn ạ. Như vậy các bạn là đây là một cái lỗi cực kỳ hay ho dành cho những bạn nào đang sử dụng chiếc Buddha mà các bạn muốn di chuyển một cách nhanh nhất hoặc là thoát khỏi giao tranh nhá. Đấy, ví dụ nó đang đánh nhau đúng không, các bạn sẽ spam luôn cho mình như vậy này. Là các bạn sẽ biến mất hoàn toàn khỏi giao tranh luôn. Ok, cái mẹo này vẫn còn legit các bạn nhé. Mẹo tiếp theo cũng là một mẹo cực kỳ hay dùng để chôn bạn bè. Đầu tiên các bạn sẽ random một trá quỷ, các bạn sẽ vứt ở đây. Tiếp sau đó chúng ta sẽ dùng chiêu V và ngay lập tức chúng ta sẽ bị kích khỏi game. Làm lại. Spam. Ok. Bạn đã bị văng khỏi trải nghiệm này, lỗi 267 các bạn ạ. Một mẹo thú vị các bạn có thể dùng để chôn bạn bè nhá. Tôi nghĩ là Khứa đã sẽ mẹ rất là run sợ vì sợ bị ban nick lắm các bạn ạ. Alright, chúng ta cùng đến với mẹo thứ tư cũng liên quan đến trái bottle. Tuy nhiên lần này tôi sẽ sử dụng trái bom và tôi sẽ gồng cái chiêu V bản thân bùng nổ. Và lúc này anh ta sẽ di chuyển tôi đi một nơi bất kỳ nào đó. 3, 2, 1, pump. Tôi bị lỗi dịch chuyển từ Tikeo Boss về tận đảo rùa các bạn ạ. Có lẽ giờ tôi nên thả nút V ra, nếu không thì ra chắc chắn chúng ta sẽ bị kích khỏi game một lần nữa. Alright, như vậy là mẹo này vẫn còn hiệu lực các bạn ạ. Legit, mẹo thứ 5 là một cái mẹo rất là quen thuộc trên kênh của Bi Huỳnh Gaming. Đó chính là cái lỗi CDK sẽ khiến cho đối phương đứng im chịu trận các bạn nhá. Cái mẹo này nếu mà tính theo số điểm thì tôi đánh giá nó phải là 10/10 các bạn ạ. Việc cần làm đó chính là X vào đối phương và sau đó tháo trang bị thật nhanh. And bam, đối phương sẽ bị đứng im và không thể di chuyển các bạn ạ. Đó, cho dù có Soru nhấn nút Thom ở bên tay trái để về nhà hay dịch chuyển đến nơi khác đều sẽ không thể tránh khỏi cái kỹ năng của tuyệt kỹ này các bạn nhé. Và nếu như các bạn đang quá khó khăn trong việc thực hiện kỹ năng này vào thực chiến PvP thì tôi có một cách dễ dàng hơn với lại trái Mochi của tôi các bạn. Các bạn chỉ cần xoay đại trí gai và sau đó x xuống dưới and tháo trang bị. Ok. Thử lại các em ơi. hơi mít nha anh, hơi mít nha anh. Má nó hơi fail. Ok. Đó, như vậy thôi là đối phương sẽ đứng im chịu trận. Và việc còn lại của chúng ta đó chính là săn bounty anh ta mà thôi. Cực kỳ dễ dàng đúng không nào? Nếu các bạn hỏi anh Bi cách áp dụng một cái lỗi bức vào trong thực chiến như thế nào thì đây là cách mà anh Bi đại thần sử dụng các bạn nhá.
Bú bao tí 17.500. Let's go. Nếu như nói mẹo này là một cái ghế vì đơn giản thôi, nó không phải bàn các bạn ạ. 10/10. Mẹo thứ 6 là một cái mẹo cực kỳ thú vị. Đây là màn hình khi mà chúng ta chọn phe hải tặc và hải quân, và nó sẽ bị quay ngược lại khi mà có một người sử dụng Buddha nhảy các bạn nhá. Hãy cùng xem nào. Alright, sau khoảng chừng đâu đó 5 phút liên tục thì bây giờ cái màn hình của tôi đã bị đảo ngược lại hoàn toàn các bạn ạ. Đây là một mẹo nó cũng khá là vô nghĩa. Nó được cái là mất thời gian với lại là đâu có tác dụng gì cả. Mẹo tiếp theo. Alright, mẹo thứ 7 cũng là một mẹo khá là lâu đời rồi các bạn ạ. Đó chính là cách mà chúng ta tàn hình với lại tránh sáng. Mẹo này tôi đã test khá là lâu rồi, không biết là bây giờ là nó đã bị fix chưa các bạn nhá. Đầu tiên là các bạn nhấn soru của cái Human V4, sau đó chúng ta nhấn phím F. Pam. Nope. Ok, không được. Hình như bị fix rồi hay sao ấy. Để thử lại phát nữa này. 1, 2, 3. Nope. Ồ kìa, nó bị fix rồi hay sao các bạn ạ. Ấy, tôi lại được rồi này các bạn ấy. Ok, như vậy là chỉ cần hết V4 thôi thì các bạn sẽ hoàn toàn tàn hình nha. Tôi cũng không nhớ cách làm sao nữa, nhưng mà căn bản là chúng ta cứ soru của cái Human V4 cộng thêm mà chiếu ép ánh sáng nha các bạn nhá. Nha. Ok, lại hết rồi. Anh bay không hết đúng rồi. À bay là nó hết à? Ok. Mẹo tiếp theo vẫn là một mẹo liên quan đến cách mà chúng ta tàn hình, nhưng cái mẹo này nó là 100% tỷ lệ các bạn sẽ tàn hình được, cũng như là nó cũng dễ sử dụng hơn. Đầu tiên là phun thanh nộ trái T-Rex, tiếp theo transformation và đổi sang trái smoke trên tay của bạn. Bam. Gần như tỷ lệ là 100%, không có xác suất gọi là các bạn không tàn hình được các bạn nhé. Và hầu như là nó cũng không mất tàn hình luôn. Còn cái mẹo hồi nãy thì khi mà các bạn sử dụng chiêu hay gì đó thì nó bị mất tàn hình các bạn ạ. Đó, và các bạn có thể thấy là hiện tại tôi đang gọi là tàn hình. Các mẹo này thì các bạn hãy kết hợp với lại trái bottle, trái lôi và tọc Cyborg V4, và sau đó chúng ta cầm thanh kiếm thì chúng ta gọi là săn bounty một cách cực kỳ dễ dàng các bạn nhé. Let's go. Giống như cách mà tôi lấy bounty của anh Tạng ngay lúc này mà nó không biết ai là người lấy bounty của nó. Bam 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 bam. Ừ, phần thưởng không khả nghi. Tuyệt vời. Ê. Và đặc biệt là cái mẹo này nó còn có một lợi thế hơn là nó sẽ giúp các bạn tầm đánh xa hơn, người của chúng ta sẽ to hơn các bạn nhá, giống như là một cái phiên bản mini của trái Buddha vậy đấy. À, Ligit, bên trái tôi là một người mini, bên phải tôi là một người bình thường và tôi là một người sử dụng lôi bức. Ok, mẹo thứ 9, tôi không chắc đây có phải là một mẹo hữu ích hay không, nhưng mà đây là một cái mẹo săn bốt bằng thuyền các bạn nhá. Rồi, chúng ta đã đưa được cái thuyền lên trên hòn đảo thực vật và bây giờ chỉ cần lái thuyền. Lái thuyền tới chỗ con bốt và xử con bốt thôi các bạn nhá. Con bốt lần này bọn tôi chọn đó chính là đô đốc Fujitora hổ tím. Để tôi xem là chúng ta sẽ hết bao nhiêu lâu thời gian để có thể hạ gục được khứ Fujitora này các bạn nhá. Còn đâu đó khoảng tầm 1/4 cây máu thôi. Ây, với lại tôi cũng đang tò mò, không biết là nếu mà các bạn cầm cái pháo trên cái thuyền này gây đam thì nó có tăng mastery vào trá quỷ hay là kiếm hay không. Rồi, chúng ta đều nhận được bất kỳ một cái điểm mastery của kiếm và súng nào. Nói chung là cái mẹo này cũng hay các bạn ơi. Các bạn dùng thuyền để có thể đi dạo dạo vòng biển cũng ok. Chứ còn dùng cái thuyền này để đánh bốt thì khá là mất thời gian. Dùng tay đấm mẹ cho nhanh các bạn ạ. Mẹo thứ 10 cũng là một cái mẹo cực kỳ hay ho, giúp bạn có thể bật nhảy siêu cao giống như là Superman vậy các bạn ạ. Đầu tiên các bạn mở cài đặt, sau đó các bạn chuyển cái dòng chế độ chuyển động này thành chế độ nhấp để di chuyển các bạn nhé. Tiếp theo các bạn click chuột phải và sau đó nhấn phím Q để lướt và ngay lập tức nhảy thì là chúng ta sẽ bật nhảy siêu cao. Đây rồi, đó. Mẹ tao không hiểu sao cái lỗi này nó vẫn còn hoạt động tới tận bây giờ các bạn ạ. Nhảy còn kinh hơn cả Superman nhá. Ok, vậy là mẹo này vẫn còn hoạt động. Đi kít, mẹo thứ 11 tôi tin chắc là những người sử dụng portal và đặc biệt là thanh bán dạ kiếm Midnight sẽ cực kỳ yêu thích các bạn nhé. Đầu tiên các bạn giữ chiêu Z của Khai Môn, tiếp sau đó là chúng ta sẽ thả chiêu Z và nhấn tháo trang bị thiệt là nhanh. Điều này có vẻ sẽ hơi mất thời gian một chút các bạn nhé. Để tôi thử lại phát nữa xem nào. Khai Môn. Má, đéo được. Khó quá nhờ. Khai Môn. 15 minutes later. Ok, tôi làm được rồi đấy các bạn này. Yes sir, với các bạn thì đây là cái bóng chiêu Z của cái trái Midnight. Mẹo này legit các bạn nha. Được của nó đấy, thằng An Tạ nó ngồi làm hơn 15 phút nếu được phát nào các bạn ạ. Thằng Ga, làm thử cho anh xem nào.
Gekko. Đó, các bạn thấy chưa? Người không có thiên phú về võ học, người không có tài năng bẩm sinh về việc học kiếm thì nó như thằng An Tạ là một điển hình nha các bạn nhá. 1 hour later. 1 giờ trôi qua, 5 giờ trôi qua, 24 giờ trôi qua, 10 ngày trôi qua, 1 năm trôi qua, 100 năm trôi qua. Alright, như vậy là anh ta đã oảng về tuổi già trước khi anh ta có thể học được cái kiếm thuật của tôi các bạn ạ. Thủ thuật tiếp theo đó chính là thủ thuật giúp các bạn biến mất hai cánh tay luôn nha. Từ gọi là người bình thường các bạn sẽ trở thành dương quá chỉ trong vòng vài bước sau đây. Đầu tiên thì các bạn nhấn phím F thiên dực của Phonix, và đặc biệt phải là Phonix thức tỉnh các bạn nhé. Tiếp theo các bạn thiên dực hóa, tức là chiều V ấy. Ok. Bước cuối cùng thì các bạn chỉ cần nhấn lại chiều V để trạng thái bình thường thêm một lần nữa là... Sao kỳ vậy ta? Sao nó kỳ vậy ta? Như vậy là mẹo này bị vá rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ không phải tàn hình được hai cánh tay. Nhưng không sao, tôi vẫn còn một cái mẹo tàn hình khác nữa. Đó chính là với chiêu Z của trái Phonix. Các bạn giữ chiêu Z, sau đó các bạn đổi sang bất kỳ một cái trái ác quỷ nào. Nói chung là mấy cái mẹo này thường thường là nó sẽ cần các bạn phải là một người rich kid siêu giàu, tài khoản có nhiều trái vĩnh viễn. Bây giờ chúng ta thả chiêu Z ra và trang bị một cái trái khác, là các bạn sẽ có cái cánh của Phonix như thế này. Chúng ta sẽ làm đi làm lại được nhiều lần nhá. Ấy các bạn thấy không, tay tôi bị mất rồi này. Cái mẹo đấy nếu phải là do nó bị vá mà do cách thì như tôi làm sai thì phải các bạn ạ. Khi mà các bạn thực hiện thành công thì cánh tay của các bạn cũng bị mất. Chúng ta sẽ trở thành dương quá nhưng mà chúng ta lại mọc thêm hai cái cánh các bạn ạ. Và mẹo này đặc biệt là ở một chỗ là các bạn có thể thực hiện lại nhiều lần. Đó, để giúp cho các bạn có thật nhiều cánh. Đấy. Alright, sân tiện đang trong chế độ gọi là nhiều cánh của trái Phonix thì chúng ta cùng test thêm một chế độ khác. Hiện tại tôi đang có tổng cộng là 3 đôi cánh và 3 đuôi các bạn ạ. Và đây là cái lỗi bức tàn hình với trái gọi là Kitsune. Nhấn chiêu V cộng thêm đổi qua trái Smoke. Bam! Ôi trời ơi. Alright, như các bạn có thể thấy hiện tại tôi đã tàn hình. Cái mẹo này nó giống như là cái mẹo trái T-Rex hồi nãy các bạn. Cách sử dụng của nó y chang luôn. Chúng ta vẫn có thể làm cái mẹo tàn hình này với lại trái Mammoth các bạn. Tuy nhiên là nó hơi khó một tí, là các bạn cần phải nhanh tay. Ok, được rồi nè. Ảo thật đấy. Rồi, đó, sau khi mà các bạn sử dụng trái Mammoth thì các bạn đổi sang kiếm quản ngục. Sử dụng chiêu Z là các bạn sẽ mất tàn hình các bạn nhá. Đây, đây là cái thể trạng của tôi hiện tại. Tôi nghĩ là nó tầm khoảng hơn Buddha V1 một tí đó các bạn. Đó, và như vậy là chúng ta đã không tàn hình nữa rồi các bạn nhá. Nhiều bạn hỏi tôi là nếu mà tàn hình rồi làm cách nào để hết tàn hình thì các bạn hãy sử dụng cái kiếm quản ngục các bạn nhá. Nói chung là vừa rồi tôi vừa show cho các bạn hai trái có thể tàn hình là trái Kitsune và trái Mammoth và cách để chúng ta hết tàn hình. Đấy, các bạn có thể thấy hiện tại tôi đang có 6 cánh của trái này. Để tôi tự đổi Kitsune xem là nó có đuôi không. Nó có đuôi đấy các bạn này. Alright, và từ cái mẹo này chúng ta sẽ kết hợp một chút nha các bạn. Tôi nghĩ là tôi sẽ sử dụng trái Falcon để có thêm hai cái cánh của mình. Bam. Ok, được thêm hai cái cánh sau nách rồi này các bạn này. Và tiếp theo đó nữa thì tôi sẽ sử dụng maybe là trái Ghost. Ok, anh ta xử lý cho anh còn một mạng nè em. Ok, đó, và như vậy là tôi đã bức thêm được cả cái lỗi của trái Ghost vào đây nữa các bạn nhá. Để xem được trái nào nữa nhờ. Bây giờ chúng ta sẽ biến hình của trái cao su. Ok, tôi vẫn còn thêm một cái nữa các bạn ạ. Đó chính là trái Spirit thì sao. Spirit cho nó có hai cái homie bên cạnh này các bạn này. Anh Tạo nhìn hài không? Tôi vừa mới trang bị thêm cho mình cả tộc thiên thần đấy các bạn. Để giờ thử lên V4 xem sao nhá. Awakening. Các bạn hãy nhìn đi, tôi đang có 4 cánh tộc thiên thần, 6 cánh của Phonix, 2 cánh của trái Falcon, 2 cái linh hồn của trái Spirit, hiệu ứng trạng thái Gear 2 của trái cao su và tộc V4 thiên thần các bạn ạ. Một cái lỗi bức mà chúng ta có thể kết hợp được rất nhiều sức mạnh trá quỷ vào với nhau các bạn ạ. Nếu mà nói râu đen có thể xài được trá quỷ thì anh Bwin có thể xài được 5-6 trá quỷ cùng một lúc các bạn nhé. I am the best. Sẵn tiện đang coi tộc thiên thần V4 thì chúng ta hãy cùng làm tiếp một cái mẹo, đó chính là mẹo Mochi bay các bạn nhé. Các bạn đi in đi. Đây là một trái Mochi có gọi là hai cái cánh của cái Falcon. Má nhìn hài vãi nồi. Các bạn nhìn này, tôi còn luôn cả cái hướng tộc thiên thần. Nhìn hài không anh? Cái bánh nó có cánh. Má nhìn nó cứ khuyết tật kiểu gì ấy. Nhưng mà hay các bạn nhá. Chúng ta dùng cái này để chôn bạn bè. Ok phết. Hai cánh nhỏ, hai cánh to kìa. Ừ, hai cánh nhỏ của Falcon, hai cánh to của tộc thiên thần V4. Để giờ tắt thử coi. À, tắt thử thì chúng ta vẫn giữ tất cả sức mạnh luôn. Ừ, quá đỉnh các bạn ạ.
À, tôi đang thử thêm trái bút đa xem sao thì mẹ nó biến luôn cái diện mạo của tôi thành một cái thằng khứa nào đó các bạn ạ. Vãi đồi, nhưng mà giờ anh bị mất tay thật rồi này, anh Tạ này. Giống như cái mẹo chiêu Z của trái Thiện Phượng Hoàng nãy làm fail là bây giờ nó mới có tác dụng này. Buồn cười vãi hổ. Ok, chúng ta đến với cái lỗi tiếp theo, đó chính là cái lỗi với lại trái bóng đêm. Đầu tiên thì các bạn dùng cái bức trái ma mút để biến to, sau đó dùng thanh kiếm để cho nó hiện nguyên hình thế này. Sau đó các bạn sử dụng trái bóng đêm và các bạn farm cho nó lên cái thanh bóng đêm này lên mắc là được các bạn nhá. Và bây giờ các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Anh Tạ chuẩn bị như này. 3 2 1 và ok, các bạn có thể thấy cái người tôi nó đang có mẹ một quả bom ở giữa ngực các bạn ạ. Anh Tạ lại đây thử coi. Bam. Đó. Các bạn nhớ nhá, cái thanh bóng đêm phải là full chúng ta mới thực hiện được cái đoạn này nhá. Trông nó khá là buồn cười phải không nào? Thật ra thì nó cũng đâu có tác dụng nhiều gì mấy, nó chỉ đơn giản là vui thôi các bạn nhá. Dùng để chôn bạn bè thì hết nước chấm. Để anh thử nếu mà không có thanh nộ thì sẽ ra sao nhá. Truy chu quan pam. Đó, nó sẽ chỉ như vậy thôi, có thanh nộ thì nó sẽ to hơn hiểu không? Đó. Nó duy trì được lâu hơn thì sao? Ừ, nó duy trì được lâu hơn thì sao ấy. Chúng ta cùng đến với mẹo kế tiếp, đó là với trái portal, cách thoát khỏi chiêu V của trái portal các bạn nhá. Ok. Rồi bây giờ anh ta sẽ ra ngoài đi. Rồi, chúng ta bật sức chiêu C. Ngay khi nào nó vừa ấy, các bạn chỉ cần dịch chuyển and bam. Chỉ như vậy thôi, các bạn sẽ thoát khỏi tất cả những combo mà thằng khứa Bottle nó có thể ra trước. Ví dụ như nó có thể show guitar cho các bạn, rồi nó xoáy CDK, rồi nó combo, nó săn bounty các bạn. Thì các bạn chỉ cần dịch chuyển sang một hòn đảo khác trước khi mà cái cánh cửa của chiêu V nó đóng lại là ok các bạn ạ. Mẹo tiếp theo là vượt cái mẹo với trái Buddha kết hợp khi đang ở trong chiêu V của trái Bottle các bạn nhé. Chúng ta sẽ giữ phím V. Chúng ta sẽ hóa đại Phật này. Bây giờ là giữ phim V này. Bam 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 bam. Ok. Đâu rồi nhỉ? Đây là các bạn này. Đó, chúng ta sẽ bị lắc giật và các bạn sẽ tạo được một đống cái cầu vòng màu vàng này. Hình như là theo tôi được biết là những cái cầu vòng này nó sẽ không được hết trừ khi mà cái server này được shutdown các bạn ạ. Yo, một cái mẹo cực kỳ hay với trái Buddha. À, và thêm một cái mẹo đính kèm nữa, đó chính là tôi không biết là nó còn hiệu lực hay không nhưng mà tôi nghĩ là còn pam. Ok, đó chính là cái mẹo bức thanh kiếm to với trái Buddha luôn. Đó, đi kèm với các bạn thêm một cái chích lỏ với trái Buddha nữa. Mặc dù tôi nghĩ là cái mẹo này thì ai cũng biết rồi. Như vậy là cái vòng đó nó không có tồn tại vĩnh viễn các bạn ạ. Tầm khoảng 2 phút là nó biến mất rồi này. Alright, bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái mà tôi thường hay sử dụng lúc mà cái game này nó mới update cái gọi là Leviathan đấy các bạn. Thì bọn tôi dùng cách này để ra biển 5 các bạn nhá. Đầu tiên là dùng trái rồng full thanh nộ. Và sau đó chúng ta sẽ nhảy vào cái ghế của cái này. Có lẽ sẽ hơi mất thời gian một chút nha. Ok, rồi. Và các bạn có thể thấy là tôi đang chở trên mình gọi là một cái thuyền. Và bây giờ tôi chỉ cần bay lên. Đó, tôi đưa cái thuyền bay lên tất cả hòn đảo mà tôi muốn. Đó, ví dụ như tôi muốn bay vào đây đúng không? Ok, tôi sẽ đi vào trong đây các bạn ạ. Đó. Thì hồi trước là tôi hay dùng cái chích lọ này để tôi vào biển 5 cho đỡ bị những con khác nó tấn công. Các bạn có thể áp dụng cái thuyền to cũng được nha, nhưng mà dùng thuyền nhỏ này thì nó sẽ dễ dàng hơn một tí. Rồi bây giờ chúng ta nhảy ra đó, rồi chúng ta tắt biến hình là cái thuyền ở ngay đây các bạn nhá. Rồi bây giờ chỉ cần lấy thuyền đi dạo chơi thôi bro. Điên kem nè. Cục cưng ơi, anh chậm điên kem nè. Lên đi anh Tạ. Lên đi anh ơi. Sao dính này hoài vậy anh? Nó đi được em, nhưng mà có điều là lên trên bờ nó đi hơi khó thôi em. Em nghĩ xem, một cái thuyền dùng để đi xuống biển mà chúng ta mang nó lên bờ chúng ta đi thì nó phải khó khăn hơn bình thường một xíu chứ. Ok, rồi nói chung là đi được nha. Rồi, ok anh Tạ nha. Tạ, để tôi đi qua, đi tôi đi qua mansion xem có được không nha. Rồi, ok, transformation. Và sau đó chúng ta đi vào trong. Ừ, đó, ok. Ok. Cắp cái thuyền lên. Ok. Đưa cái thuyền lên đây. Cái thuyền đâu rồi? Thuyền như này mà. Ấy da. Má thật là bất tiện cho một con rồng đi vào cái chỗ này các bạn ơi. Cắp cái thuyền. Let's go. Let's go. Thôi mở tao bỏ qua đi. Với trái đồng này thì các bạn có thể mang một cái thuyền đi bất cứ đâu mà các bạn muốn, bay trên trời để ra biển 5, biển 6, hay là các bạn mang nó hòn đảo đi chôn bạn bè vân vân mây. Các bạn có thể làm bất cứ cái thứ gì mà các bạn nghĩ ra. Chúng ta đến với mẹo tiếp theo. Let's go. Bình thường thì nếu mà các bạn muốn cưỡi kitsune thì chúng ta sẽ làm như thế này. Ok, đó. Nhưng mà tôi sẽ biến hình trên lưng thằng Anh Tạ. Anh Tạ sẽ biến thành kitsune và gỡ trái quỷ tại thằng khứa Remove Blockfoot này các bạn nhé.
Và bây giờ transformation. Ok, hai anh em tôi có thể sử dụng được bất kỳ một cái kỹ năng kiếm súng nào các bạn nhé. Đó, thậm chí là đổi trá quỷ. Ví dụ bây giờ tôi đổi sang báo đời báo đốm đi. Biến hình. Ok, let's go. Đây là cặp đôi săn bounty bá nhất mọi thời đại trong Lockwood các bạn nhé. Bọc cánh pháo, bắn tùm lum. Bam, bam, bam. Đây là một cái mẹo cực kỳ hay mà tôi nghĩ là nhiều người sử dụng trái love, trái tình yêu không hề biết. Đó chính là cái tầm hoạt động cực kỳ điên rồ của cái chiêu X tình yêu tử thần của trái lớp các bạn nhé. Đằng sau tôi là An Tạ đang đứng trên cái cầu và ngay bây giờ tôi sẽ bắn chiêu X chúng An Tạ cho các bạn xem. Tình yêu tử thần, bam. Ok, ảo thật đấy. Khá là xa đúng không nào? Alright, chúng ta sẽ cùng thử xa một tí xem có hiệu quả không các bạn nhé. An Tạ đang đứng ở chỗ ngọn núi bên kia này các bạn kìa. Tình yêu tử thần, bam. Ok, ok, thằng An Tạ bắn tôi à? Nhưng mà anh cũng gây đam để cho em đúng không? Đúng rồi. Rồi đứng im để anh gây đam, anh xem. Tình yêu tử thần, bam. Đấy, có thể nhiều bạn xài trái lớp vẫn chưa biết được là cái chiêu X của trái lớp nó lại xa được như vậy đúng không? Nó thậm chí tôi nghĩ là nó còn xa ngang bằng với trái Po, hoặc là có thể hơn. Để tôi đi ra xa hẳn xem nào. Đi xa hẳn mà không phải bị vướng mục tiêu gì các bạn nhé. Có vẻ như từ ngọn núi bên này con ngọn núi bên kia là không đủ với anh em tôi, cho nên là tôi quyết định bắn từ hòn đảo này sang hòn đảo khác các bạn nhé. Đấy, nhìn xa xa trên ngọn cây là An Tạ đang sử dụng cái gì màu đỏ đỏ này các bạn này. Bật Taki lên này. Đó, anh gửi tặng tình yêu cho An Tạ thêm một lần nữa nè. Bam. Được không ta? Hình như được các bạn ơi. Được kìa. Được mà. Nó lâu thôi. Nó lâu như chim bồ câu thôi. Nhưng mà cái mẹ cái thư tình của anh em vẫn nhận được đúng không? Anh bắn ra được 8 kìa. Được. Vãi hò. Đây em bắn anh nè. Mẹo này đỉnh thật sự các bạn ơi. Mẹ 11 trên 10 điểm các bạn nhá. Ok, một mẹo nữa mà chắc có lẽ là những bạn trên kênh của Bi Huỳnh Gaming cũng đã biết qua về mẹo này rồi. Đó chính là mẹo nhảy siêu cao với lại là cái tộc Cyborg V4 cùng với lại là guitar linh hồn. Đây là một tộc Cyborg bình thường khi mà nó nhảy. Ok, còn đây là tộc Cyborg khi mà kết hợp với lại Soul Guitar linh hồn 3, 2, 1. Đó, Cyborg Free Fire Liên Quân Mobile thắng bài tại kỹ năng. Ra ngoài biển luôn. Mẹ tao quýt bơi cho nó vô lại cái. Ok, một cái mẹo siêu hay dành cho những ai muốn áp dụng gọi là học theo cái môn võ gọi là bảy trọ các bạn nhé. Tức là bỏ chạy đấy. Tiếp tục thêm một cái nữa dành cho những dân chơi PvP với thanh kiếm gọi là Buddy các bạn nhé. Thì cái mẹo này chắc là các bạn sẽ biết rồi, bởi vì có rất là nhiều những dân chơi nước ngoài, những bounty hunter họ sử dụng để họ bắn cái chiêu X của cái kiếm bút đi 100% có tỷ lệ trúng dù mục tiêu có di chuyển đi đâu. Thì để mà làm được cái mẹo này thì đầu tiên nếu mà các bạn chơi BC thì các bạn F11 cho nó hiện ra cái thanh trắng bên trên này đúng không? Sau đó chúng ta đánh nhau, giả bộ chúng ta đánh nhau đi, chúng ta bật Haki, chúng ta nhảy lên. Sau đó chúng ta bật Haki chẳng hạn này. Đó, rồi các bạn giữ chiêu X, các bạn kéo lên trên như thế này. Và các bạn chỉ vào mục tiêu tân nắp bì and bam. Thử lại lần nữa xem có được không này. 1, 2, 3, bam. Đấy, cái mẹo này ngoài các bạn có thể nhắm vào mục tiêu BB trong game thì chúng ta có thể nhắm vào mục tiêu ở ngoài đời luôn nha. Ví dụ như là những cái bà hàng xóm đang hát karaoke lại nhảy liên tục từ đúng từ sáng đến bây giờ vào tai của tôi. Năm phút nữa mà họ không tắt liền cái dàn karaoke đang bật mấy cái bài nhét mà quen họ này kia là tôi ra tôi bắn xét xung kích liền nha. Thử lại theo lần nữa. Giống như cách mà tôi bắn là tôi đắt bi nè. BAM. Damn it. Các bạn phải hiểu cảm giác đang quay video và bên tai của chúng ta là những cái câu quan họ, những cái câu gì đó gọi là năm anh em trên một chiếc xe tăng vân vân và mây lại nhảy gần 10 tiếng liên tục vào tai của tôi thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác này. Sợ quá. Xét xung kích. Tiếp theo, có thể các bạn chưa biết, tại cái chuồng chó này nghe truyền thuyết đồn rằng là nó có thể cung cấp cho chúng ta trả quỷ Alexander Kilo. Mặc dù bây giờ trái Kilo đã không tồn tại trong Lockwood nữa, nhưng mà thử xem nào sự điều đó có đúng hay không các bạn nhé. Bạn có muốn mua một cái trái Rocket với 97 Robux hay không? Ok, mua luôn thì sao? Yo! Ở đây nó đang viết bạn có muốn mua trái Kilo. Má. Hàng xóm nó karaoke quá ồn các bạn ạ. Với cái việc mà ra karaoke trong vòng là vài tiếng thì không vấn đề gì, nhưng mà nó liên tục như thế này thì chúng ta phải nên tin vào cái câu nói của cái ông ông sư gì trên TikTok. Những ai mà hát karaoke liên tục quá nhiều
thì họ sẽ làm ma câm. Đây là các bạn không tin đúng không? Máy tôi cho các bạn xem này. Các bạn nghe nhá. Trên ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là ma câm. Má nó quá bực rồi. Alright, chúng ta cùng quay trở lại với lại trái kilo. Mua thì sao? Yo. Yo. Lừa rồi. Tôi bị lừa rồi các bạn ơi. Yo. 97 robot của tao. Tao tưởng là trái kilo nhưng mà tại sao nó là rocket? Một chiêu trò làm giàu từ admin để đánh lừa chúng ta rằng mà chúng ta sẽ mua được một trái kilo, một trái không tồn tại trong Blockfood. Nhưng khi chúng ta bỏ tiền ra mua thì chúng ta lại nhận được một trái rocket. Nha, nhưng dẫu sao ở đây cũng là một cái gì đó khá là thú vị đúng không nào? Tôi bỏ 97 Robux ra để test cho các bạn rằng đây là một trò lừa. Ok chưa? Random phát nào, hàng xóm mà karaoke liên tục vào tay như vậy thì chúng ta phải hên đấy, đúng không? Cái đẹp. Mà mẹo tiếp theo đó chính là cái cách mà giúp các bạn di chuyển nhanh hơn với cái God Human. Giữ chiều Z xuống đất, cắm lên, rồi bắt đầu nhấn thêm cách để nhảy. Đó. Các bạn thấy chưa? Cái mẹo này chúng ta có thể áp dụng với môn võ khác nữa, đó chính là Super Human luôn các bạn nhá. Bây giờ bạn này sẽ gọi là sử dụng cho các bạn xem này. Đó. Ủa. À đúng rồi, được rồi đó các bạn. Đó như vậy đó. Nói chung là nó sẽ giúp các bạn nhảy xa hơn. Bình thường nhảy nó chỉ được như vậy đúng không? Nhưng mà với cái việc làm như vậy thì các bạn sẽ được nhảy xa hơn. Alright. Legit. Một mẹo cũng khá là hay ho nữa, đó chính là chúng ta có thể gọi là dùng chiêu cất cánh của trái rocket vô hạn các bạn nhé. Tức là các bạn có thể bay lên trên bầu trời như là một Sky của Sơn Tùng MCP. Việc đầu tiên là bạn phải xấu một trái rocket vĩnh viễn. Thứ hai là bạn phải xấu một cái trái khác ngoài trái rocket. Khi mà các bạn nhấn F hơi fail tí để tôi làm lại các bạn nhé. A few minutes later. Đây rồi. Ok. Tôi làm được rồi các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta phải hơi nhanh tay một tí. Sau khoảng 5 phút là tôi cuối cùng cũng làm được. Đó. Và các bạn có thể thấy tay tôi không hề động cái bàn phím, nhưng tôi vẫn bay như một Sky trên bầu trời. Và tất nhiên là trong khoảng thời gian bay này thì các bạn có thể sử dụng được tất cả mọi trái. Ví dụ như là trái lửa này, đạn lửa xanh, và các bạn vẫn bay lên. Hay ví dụ như là trái Buddha chẳng hạn này, Transformation. Alright. Tôi là một Sky, fan cứng của anh Sơn Tùng MTB. Anh Sơn Tùng ơi, em fan anh. Anh về đây anh hát karaoke giúp em với. Mà em có thể nghe anh hát karaoke 7749 ngày liên tục. Mẹo tiếp đến là một mẹo với trái control. Nếu như các bạn giữ chiêu V và chúng ta gồng đâu đó khoảng tầm từ 10 cho đến 15 giây thì các bạn có thể di chuyển được 5, 6, 7, 8. Ok, khoảng tầm 15 giây các bạn nhá. Đó, chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài. Và nếu như tôi buông chiêu V ra với Tôn Nắp Bi thì sao? Thả bạn là sao ta? What? Tôi cũng đéo hiểu chuyện gì xảy ra các bạn ạ. Ủa em có bị dính cái chiêu V của trái con cho không? Có anh ạ. Cái hiệu ứng á? Bị dính vô mặt em luôn, làm tùm lum như mặt em. À nó làm tùm lum như mặt em hả? Ok, bây giờ anh thử làm lại anh giống vậy đi. Tại vì tôi không tơ nâng điểm block cho tôi nâng bằng kiếm, nên là cái lượng đam nó chưa có nhiều lắm các bạn. Tôi cứ tưởng là nó không hiệu quả. Nhưng mà nó có hiệu quả nha. Alright, bây giờ tôi là mục tiêu sẽ dính phải chiêu V cùng với cái lỗi bức của control này. Đầu tiên là tôi sẽ đứng im không di chuyển được các bạn ạ. Oh my god. Damn. Ê, tôi nghĩ là cái mẹo này các bạn có thể áp dụng và thực chiến được luôn đấy. Kiểu như các bạn sẽ giữ chiêu V control và dịch chuyển ra ngoài chiến trường. Các bạn sẽ êm vào một người để cho họ đứng im như vậy. Và các bạn sẽ dồn một đống combo họ. Alright. Được đấy chứ. Một mẹo tiếp theo mà tôi chắc chắn là sẽ áp dụng vào thực chiến và nó cực kỳ hữu ích luôn. Thông thường cái chiêu lục thức của God Human các bạn sẽ không thể nào né bằng được, bằng Kenchik được đúng không? Ví dụ như bây giờ anh tạ thử xe tôi đi. Tôi sẽ không thể nào né được, dù là bật Ken trước hay là bật Ken sau vẫn sẽ dính đam. Tuy nhiên khi mà tôi bật tộc Cyborg V4 và tôi si vào cùng lúc đó, bạn bật Kenchik thì bạn sẽ không dính bất kỳ một lượng đam nào. 3, 2, 1, BAM! 109 đam là cái số lượng đam mà tôi có thể gây ra được cho God Chibun. Alright. Và các bạn lưu ý rằng cái mẹo này chỉ áp dụng khi mà đối phương đang bật tộc Cyborg V4 thôi các bạn nhé. Còn nha, ví dụ như bình thường thì chắc chắn là ăn đam rồi. Go. No, không thể nào né được. Hay là bây giờ tôi đã hết tộc V4 thì no, đối phương cũng không thể nào né được các bạn ạ. Chỉ khi nào lên tộc Cyborg V4 thôi. Các bạn có thể test thử mẹo này, cực kỳ hữu ích luôn nha. Giờ tôi biết cái vụ này luôn á. Đây là một cái gì đó khắc chế với thằng mà cầm God Human cộng Cyborg V4 các bạn ạ. Alright, chúng ta có thêm một cái mẹo vui vui về trái âm thanh, đặc biệt là chiêu C các bạn nhé.
Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhấn chiêu C và ngay lập tức đổi sang một trái quỷ vĩnh viễn bất kỳ. Bam. Bam 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 bam. Rồi, cái quả cầu của cái trái sâu sẽ ở đây một khoảng thời gian dài hơn bình thường các bạn. Cụ thể là tầm tôi nghĩ là 20 giây. Nói chung là cũng đâu có tác dụng gì lắm đâu. Chỉ có đơn giản là nó một cái thủ thuật vui nhộn để chốt bạn bè thôi. Rồi ok, nó mất tuần này. Tiếp theo, làm luôn một cái thủ thuật nữa. Đó chính là với trái quake, trái chấn động nha các bạn nhá. Và lần này thì nó là chiêu X. Các bạn hãy nhìn nha. Chúng ta sẽ nhấn chiêu X này. Và chúng ta thả ra và nhấn trang bị một trá quỷ khác. Thì sao? Ok. Mẹ, cái mèo của tôi nó đéo phải như vậy. Nó đéo phải là tôi đứng im. Đậu xanh, chúng ta chế ra một cái lối khác đi các bạn ơi. Vãi à. Tự nhiên trên tay tôi mẹ có quả chiêu X của trái chấn động là thế đéo nào. Cái mèo này đúng ra là nó phải ném cái quả cầu đi thật là xa mới đúng các bạn ạ. Thế đéo nào, bây giờ tôi ngồi tôi sáng chế ra một đống cái mẹo khác trên cái trái mã quỷ quách này rồi đấy. Đậu xanh thì nó thiệt chứ. Về các bạn là chúng ta sẽ giữ chiêu X và trang bị một chiếc trái khác các bạn nhé. Không có gì đặc biệt hơn ngoài trên tay của tôi đang là cái chiêu chấn động được nén vào tay của tôi các bạn ạ. Alright, chúng ta cũng có thể làm điều tương tự với lại trái báo đốm, đặc biệt là chiêu bọc ảnh pháo các bạn nhé. Khi các bạn giữ chiêu báo đốm, các bạn chuyển sang một trái khác thì bam, lần này nếu người nào thất bại được. Đâu rồi? Đây các bạn ơi, đây là cái sao nó mất tiêu rồi? Ảo thật đấy. What the hell? Hello. Rồi, các bạn có thể thấy cái bọc ảnh pháo nó bay xa vãi cả nồi đấy các bạn. Đây nè. Đây rồi các bạn. Trời, thiệt luôn á, tôi làm cái mẹo này trong server cộng đồng, ai đó mà đi ngang qua họ cứ tưởng là sẽ có một cái update gì mới, hay là một cái trái dragon bước vào đây họ sẽ lượm được trái dragon các kiểu nha. Một cái trò trôn cũng tôi nghĩ là cũng khá là vui. Với lại cái chiêu Z bọc ảnh pháo của trái báo đốm các bạn nhá. Rồi lại phát nữa này. Boom. Cái này dễ làm lắm các bạn, tỷ lệ làm gần như là 100%. Đó, nó sẽ bay cho tới khi nào mà chạm vào bức tường. Ok, Ligit. Alright, hiện tại tôi đang ở sinh mạng thứ hai của trái Ghost, cũng như là swap của trái Kitsune. Và yep, chúng ta có thể transformation của trái Kitsune. Đó, tôi chính xác là một con cáo hồn ma các bạn nhé. Ngay bây giờ Toon Happy sẽ leo lên người tôi. Rồi ok, God Chibun sẽ hủy Ali, tức là hủy đồng đội với lại Toon Happy, và nhấn thẳng chiêu Z vào thằng Toon Happy. 1000, ngay lập tức chỉ trong vòng 1 giây 13.000 máu của thằng Toon Happy. Đó, Toon đâu rồi? Chết rồi thầy. Cúp rồi anh ơi. Đó các bạn ơi, tức là cái thủ thuật này của chúng ta là một người bottle sẽ sử dụng Z vào cái người lái, tức là tôi, là tôi là con cáo này, sẽ sử dụng Z vào tôi, thì cái người cưỡi tôi sẽ bị oẳng trong vòng 0.1 giây các bạn nhá. Ok các bạn, lần này thì tôi sẽ là người xài trái bottle nhá. Tôi đã hủy Ali với lại con cáo là tên Happy. Để tôi Z thử xem là God Chibun có oẳng hay không. 3, 2, 1, BAM! Ok! Vậy là Chibun sẽ bị oẳng rồi các bạn ạ. Các bạn thấy không? 13.000 máu của tôi vừa mới bị mẹ tiêu diệt chỉ trong vòng 0.1 giây. Những cái combo Infinity, combo gì mà chấp nhoáng đều thua cái mẹo này hết các bạn nhá. 0.1 giây là đủ để kết liễu 13.000 máu rồi các bạn ạ. Chúng ta cùng đến với cái mẹo kế cuối các bạn nhá. Đó chính là bọn tôi sử dụng gọi là 4 con Kitsune. Cưỡi thêm 4 người nữa vào đi rai xem chúng tôi có dịch chuyển được 8 người vào cái rai không các bạn nhá. Đang tải bản đồ này để xem là có cho được 8 người vào đi rai cùng một lúc không các bạn nhá. 3, 2, 1. Oh, được rồi này các bạn ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ đi kết thúc cái rai lửa này. Và tôi sẽ cho các bạn xem cái thủ thuật cuối cùng trong video ngày hôm nay các bạn nhá. Đảm bảo mẹ hơi bị đỉnh luôn. Ok các bạn, chúng ta đến với cái mẹo cuối cùng trong video ngày hôm nay. Sau khi mà các bạn vào phòng rai rồi thì không để thức tỉnh hay là không để làm gì cả, các bạn sẽ soru ra đây cho tôi. Rồi, đây là cái khu vực để đi rai và còn đây là nằm ở dưới cái đảo rùa các bạn ạ. Thầy. Má một hồi tôi đéo biết tôi làm gì đây luôn. Nói chung là thôi tôi sẽ dịch chuyển về dinh thự đảo rùa nha các bạn nha. Đó, ok, ra được rồi nè các bạn ơi. Thì cho bạn nào chưa biết thì cái chỗ đi rai, cái chỗ để thức tỉnh thì nó nằm ở dưới cái đảo rùa các bạn. Một cái cũng đéo quan trọng cho lắm. Nhưng cái điều quan trọng hơn đó chính là cái lỗ bức cuối cùng đã được kích hoạt. Như các bạn có thể thấy ở trong kia đang có rất là nhiều người. Thì bây giờ ai mà hạ gục được tôi nhanh nhất, tôi sẽ thử cho người đó một trái kích xuống này vĩnh viễn. Truy chung gần, go!
và long thể của anh Bi Huỳnh ư? Đuôi có tẻo hay đơn giản là đéo có tuổi nhá. Alright, sau khi đi ride, nếu các bạn ra khỏi khu vực đi ride thì các bạn sẽ chính thức trở thành người bất tử. Không một ai có thể gây lên một sát thương nào vào người tôi như các bạn có thể thấy. Yeah, tôi thoát toàn bộ Ali rồi nha các bạn nhá, cũng như là tôi đang bật BBB và không một ai có thể kết liễu được tôi. Ok chưa các bạn? Và đó là toàn bộ những thủ thuật, những cái mẹo trong video ngày hôm nay. Thật ra thì vẫn còn rất là nhiều những thủ thuật khác, nhưng mà nếu các bạn yêu thích thì hãy comment và like để mình ra tiếp phần 2 sớm nhất nhá. Cũng như nếu các bạn có nhu cầu tham khảo tất cả các dịch vụ về toilet cho defense, gem, unit, coin hay là plot food, V4 full gear, sawing ngạt, sanco, vân vân bảy mây, tất cả đều có trên đó. Click ngay vào link bio mình đã ghim những phần mô tả và comment để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace!